Sương mù đang tràn về các bạn ơi. Xin chào các bạn, mình là Pu Lai Châu Travel. Giờ sẽ cho bạn tham quan khu dịch vụ của nhà tổ chim. Đấy, chúng ta đang đi vào khu lẩu ăn, bếp ăn. Đây là các đầu bếp của chúng ta. Em chào chị nhá. Đây là chị đang quay con lợn rừng. Con lợn rừng đấy. Bản ở trong rừng thì con lợn ở trong bản thì là lợn rừng, đúng không? Khu lẩu ăn của nhà tổ chim. Chị đang chuẩn bị món gì đây? Gà hấp trong quả bí ạ. Gà hấp trong quả bí. Tên tiếng Mông mình là tau ke đúng không? Đúng rồi anh ạ. Ừ. Đây là món rất là đặc biệt. Mọi người lên đến bản Xin Dưới Hồ thì phải được thưởng thức cái món này. Đó. Quả bí của bà con và bên trong sẽ là thịt gà, gà đen của bản. Quả bí ngô. Chúng ta sẽ đi ra khuôn viên tiếp khách đằng trước. Ui sương mù. Đây. Các bạn đang đi ngang qua nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh rất là sạch sẽ. Sương mù đang tràn vào cái khu khuôn viên tổ chức sự kiện của nhà tổ chim. Hôm nay trời rất là lạnh. Nên ban tổ chức đã tổ chức một cái chảo lửa ở đây. Tí nữa du khách sẽ ngồi đây sưởi. Đây công cuộc chuẩn bị tổ chức gala dinner cho đoàn khách của Lai Châu Travel. Mâm đang được bày. Đấy. Anh bảo đứng quay quay anh ấy. Anh đẹp trai quá. Thế giữa không có em. Anh Việt. Okay. Giữa không có em. Hai bà đi nhặt hai bà các lãnh đạo người ta không muốn ngồi. Chương trình giao lưu tuổi trẻ BIDV kết nối vương xa. Đấy. Bạn thấy không? Chill không? Nhà hàng tổ chức một cái khuôn viên rất là đẹp. Đàn can rất là xịn sò. Tối còn lung linh hơn nữa khi bật điện lên. Mù mịt không nhìn thấy gì luôn rồi. Vừa vài phút trước thì trời trong xanh. Giờ đã mù mịt. Ở đây có một cây cầu rất đặc biệt. Đấy. Mình lên này. Chào bạn Cún nhá. Cho mình đi nhờ nhá. Chả biết nó có cắn không. Chào mà không thấy nói năng gì. Cây cầu check in. Buổi tối chắc sẽ đẹp hơn đấy. Ui. Bên kia là vườn đào các bạn ạ. Nhưng mà mù quá không nhìn rõ. Tí nữa mình sẽ sang bên đấy. Đây. Cái biển nhà hàng đây này. Nhận đặt cơm. Bạn Lú. Nhà bạn Lú. Bạn Lú này là chủ cái nhà này. Số điện thoại kìa. Ui, mù mịt luôn. Đấy. Bên dưới nán ngồi chờ. À, bên trên. Trên nán ngồi chờ là cây táo mèo. Rất là già rồi. Chắc nó phải hơn tuổi mình. Ước chừng phải 6-70 năm. Đấy. Cái căn nhà này thì mới được xây dựng. Mới hoàn thành trong giữa năm 2023 rồi. Vẫn rất là mới. Cái gì đây? Khu vực quầy bar.
khu vực bàn. Các bạn ấy cắm những bông hoa của rừng núi rất là đẹp. Hoa đào. Cái gì đấy? Hoa cải. Hai bố con. Đấy. Khi lên đến nhà tổ chim thì các bạn sẽ được sẽ có những dịch vụ ăn, ngủ, nghỉ và tham quan bản. Và khi lên đến Xin Suối Hồ thì có rất nhiều các điểm để các bạn check in, tham quan. Và có một đỉnh núi rất nổi tiếng ở trên Xin Suối, đường lên Xin Suối Hồ này là đỉnh núi Bạch Mộc Lưỡng Tử và đỉnh Sơn Bạc Mây. Mình kết thúc video ở đây nhé. Video hơi dài thì mình đi quay tiếp đã. Rồi.